Hello cả nhà, lại cùng với Chúc Hiểu tìm hiểu về hãng Hyperbond của Honda ha. Nói về Hyperbond của Honda thì mình sẽ nghĩ ngay tới dòng xe Sonic luôn rồi, đúng không? Sonic hiện tại đang có một mức giá khá là ưu đãi luôn, chỉ vỏn vẹn tầm khoảng từ 47,5 cũ thôi. Chưa bao giờ mà mẫu xe Hyperbond nói chung lại có mức giá thấp tới như vậy. Thì điểm cận Tết năm nào luôn, liệu nhớ có năm nào nhỉ? 2021 hay ta? Hay là 2020, 2021 thì phải là cận Tết nha, mà cái dòng xe Sonic này nó lên tới 70 mấy triệu luôn. Chưa bao giờ mà Sonic hiện tại nó đang ở mức hàng 4 luôn á các bạn. Nói về màu sơn 3D các bạn có thể quan sát ha, rất là nhiều những màu sơn 3D khác nhau luôn. Bên liệu ở đây là chỉ là showroom chân xương xương thôi nha. Ngoài ra dưới kho bên liệu còn rất là nhiều những màu khác nữa. Thì các bạn có thể nhắn tin trực tiếp qua Zalo với Trúc Liễu theo số điện thoại là 0383 835066. Liệu sẽ gửi từng bản, từng phiên bản một, từng màu một cho mình, đưa ra một cái sự lựa chọn chính xác nhất khi mình mua xe ha. Đối với lại dòng xe Sonic này, các bạn mua trả góp chỉ cần đưa trước tổng khoảng từ 7 tới 8 triệu trở lên là mình đã có thể sở hữu ngay được em nó rồi. Hồ sơ trả góp chỉ cần là căn cước cộng thêm bằng lái xe hoặc hộ khẩu hoặc bảo hiểm y tế công ty cấp là được. Bây giờ người ta chưa có sử dụng, người ta không dùng hộ khẩu rồi thì các bạn có thể dùng căn cước này cùng với lại bằng lái xe, hoặc là căn cước cộng thêm bảo hiểm y tế công ty cấp này, hoặc căn cước cộng thêm một cái bằng lái hồng, căn cước cộng với lại cái cà vẹt xe mình đứng tên chính chủ là được ha. Đối với lại mình muốn lấy cà vẹt gốc thì mình đưa trước tầm khoảng 30% giá trị xe, mình sẽ được hưởng ngay gói cà vẹt gốc và gói lãi suất thấp nhất của hệ thống ha. Hiện tại bên liệu đang có chương trình là thu xe cũ đổi lấy xe mới này, ship xe về tận nhà với điều kiện mình mua tiền mặt ha, và giảm ngay cho mình từ 1 tới 2 triệu khi mua xe có liên hệ đặt lịch trước với Chúc Liễu. Ngoài ra hơn nữa thì bên liệu có độ màu, độ sơn theo cầu nữa. Với tất cả những bản màu sơn này thì các bạn có thể tự thiết kế cho mình một cái tem màu theo cầu của các bạn, gửi qua bên Chúc Liễu để Chúc Liễu sẽ lên theo cầu của mình luôn nhé.